hai cha con đi chợ nè đó. Đi chợ mua đồ, thấy không? Này con gái đi chợ chung với ba cha. Ba cha con đi chợ. Chợ mua đồ cho sát cho đi. Đây cuối tuần. Vậy hai cha con chất đồ vô đây. Bữa nay đi chợ với Nghệ Nhí. Bỏ Nghệ già. Anh đi xem bút mua bánh mì nữa, về cho anh hai nha. Lâu lắm rồi không mua. Giờ lên. Hello everyone, chào đại gia đình, chào cả nhà. Hôm nay em nấu món nhiều cải, xào thịt heo quay và giò heo nấu cháo. Ok. Thì sáng thứ bảy rồi, chuẩn bị làm món thôi. Ok, để bắt đầu em làm ha. Bây giờ cái giò heo nè, chặt nó ra. Mấy cái giò heo người ta quay sẵn rồi, sáng hai cha con đi chợ mua. Giờ về mạnh nó xuống một phát là đứt thôi à, mà hơi ớn cái tay. Mấy cô bánh ngày xưa mình chế nấu cháo ngon lắm. Thế là xong. Bây giờ mình bỏ vô nước sôi mình trụng, mình bỏ vô nồi là nước mình nấu. Okay. Đây, còn đây là cái miếng thịt đó, cái miếng sườn nè. Mình giờ mình chặt ra để mình xào với cải nha. Bây giờ mình chặt cái miếng sườn này ra để mình xào với cải ha. Ngon ghê luôn.
Hello, chào cả nhà. Đấy, chuẩn bị nước sôi. Hay gọi là chuẩn bị thứ bảy. Cái này do mình trụng nè, chặt ra xong rồi mình trụng. Phải trụng luôn hả? Một cái đó chín rồi mình trụng chứ ta. Trụng chứ nó nấu luôn chứ sao gọi là trụng? Nấu mình đó, trụng cho nó sạch đó. What? Nó quay nó chặt ra người ta ăn rồi còn. Nhưng mà chân rồi nè. Nói chung là làm cho nó vệ sinh chút xíu thôi. Ủa, ăn gạo chưa? Đang ăn gạo.
em bỏ hành ớt vô. Quá hấp dẫn. Hấp dẫn mà lãnh thử luôn. Quá ngon. Đây là cái dưa cải xào thịt heo quay. Rất là ngon. Còn đây là cái nồi súp để nấu cháo. Nồi súp này giờ nó nở ra rồi nè, bây giờ mình đi bỏ gạo vô là vừa. Giờ đây là gạo nè, gạo mình đã bỏ vô lò air fry mình rang rang xong, giờ mình bỏ vô đây mình nấu luôn ha. Gạo nó sẽ nở ra, nó sẽ đầy hay là cháo giò heo quay. Bây giờ mình nấu khoảng nửa tiếng nữa là có cháo ăn liền. Bây giờ cháo thì mình cũng nấu sắp xong, thì bây giờ mình bỏ cho một súp gà vô ha. Này mình bỏ khoảng 2 muỗng canh và súp gà cho cái nồi cháo này. Giờ nước mắm mình làm, em không có bỏ đường. Nồi cháo này khoảng một muỗng nước mắm này, một giá nước mắm với dừa. Chỉ súp gà với giá nước mắm là đủ rồi, là được rồi. Cái bồ cái tỏi phi nè, mình cháy tỏi phi á, mình bỏ nó lên. Giờ mình chờ cho nó sôi lên mình nếm nữa là xong đó. Và đây là cái nồi cháo em đã nấu xong rồi đây. Giờ mình bỏ hành vô nè. Đó là rice soup. This is rice soup with roast fish pot là theo quay. Hấp dẫn à. Rất là ngon luôn ha. Bây giờ nó đã nhừ rồi là mình vừa ăn luôn rồi đó. Bây giờ mình dặn lửa nhỏ xuống thôi. Còn bên đây là nồi thịt heo quay xào dưa cải. Look good ha. Giờ mình sẵn sàng để mình ăn thôi. Ok. Đó, hello Nam. Hôm nay Nam xuống nhà của cậu Dũng nè, Nam làm cái con ốc rồi voi. Đó. Là Việt Nam gọi là ốc thứ hai á. Còn mình ở đây gọi ốc rồi voi hả? Dạ. Bây giờ mơ nguội ở đâu mà cái hũ thứ ba con nha. Thì đây Nam nó trụng con ốc để lấy cái vỏ nó ra, lấy cái da nó ra. Bắt đầu trụng thế làm sushi đúng không? Mình trụng là mình bỏ qua nước đá liền. Bây giờ lột nó ra. Sao
Mấy người nhậu mà biết làm đồ ăn đó là cực thương bếp tiên môn mà. tên chỗ con mẹ bạn toàn kêu con làm không à? Ừ. Mà có thằng em mà con vậy á, nó vô bếp à, nó nấu nó mới chịu. Giỏi. À, Nam xẻ nó ra nè, rửa ở trong ha. Mợ đâu biết đâu, mợ cứ rửa nước bình thường mà, nhưng mà mợ không có ăn sống, mợ nấu cháo không à, mợ không biết ăn sống, mợ không có biết ăn sống. Chồng nó. Ừ. Giờ tới phần cắt nó ra lắm à. À, phải lau khô nữa ha. Đoàn này là không rửa nước nữa. 22 sen à. Ta chia rồi. Dạ đó là cũng giống là 22 sen. Quá ba đồng luôn. Cái đó là giống là tiền là dính lắm á. Nó nước vô là ra là sáng luôn lại. Quá ba đồng. Rất là giống giống. Với đây này à. Ba. Gần sáng rồi. Xong rồi. Gần sáng rồi. Chờ cháu kì. Trai cái này bò nực tướng. Nhìn thấy nó ngậu ngậu tí ha. Rồi xong con bưng để mà con ra mà quay à, để nó mà dọn cho con gom ra cho bỏ ra ngoài thôi, có chịu rồi. Để nó mà con bưng cái bàn ra đi con, nó để đây đi, mà bưng sao con bưng cái bàn lên đây, bưng cái này rồi đó, cầm cho nó có kiểu nữa. Đây 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 đó, đây xin chào các bạn. À xong rồi, giờ giờ đi ẹ đi em ơi, lên môi thôi cả nhà ơi. Đó Nam ơi, ngồi đây nè Nam, ngồi cho hồ bếp nè, đợi hồ bếp đến bây giờ. Bữa nay con Nam tới dự tiệc chung vui với lại gia đình của bác Dũng. Chứ là sao quen dịu vậy thôi. Quốc Thành Nam á, mời Nam ơi, chứ Nam quay đây em lên. Nay bờ hàng xóm. Anh Nam như ông ca khó đồ mà nhổ toan nhau trượt không. Trời ơi, dũng lý cho Nam. Anh Nam nhổ mà chơi đời chứ. Cái đó bỏ qua đi, dịu gì thì vậy đó vậy thôi. Thôi bớt lai là hai cái kênh này đi. Mình lai rồi, mời mấy anh ăn nha. Hôm nay Trang làm cháo giò heo ăn tự nhiên, không dám cười luôn á chứ. Không dám ăn, không nói gì, không dám cười luôn. Mình ăn cái này phải đã nè anh ơi. Chấm này em. Chấm cái này à. Rồi bỏ vô miệng cái coi. Ngon quá ngon. Tới tới đại bỏ miệng cái coi. Anh làm nó chắc là cái ngon gì đó. Tần sáng nó đều luôn. Trời sáng giờ nhiêu đó đó. Cái máy nó còn chạy đi xíu nữa. Chạy xíu nữa ngon ha. Đó. Đó. Cái này anh làm tươi gì? Hả? Bỏ cho miệng cái coi. Ăn mạnh nhanh lên. Mời nha. Hôm nay chị Trang nấu cháo quá ngon luôn. Để vô cho nó có xanh đỏ. Con gió con nghe nhà nông kết là hấp dẫn luôn. Ăn tự nhiên ơi. Mời thằng ăn cái thằng mời. Mời. 1, 2,
Được rồi. Vô, vô, vô. Vô đi. Quá. Một, hai, ba. Vô. Anh đủ sao chắc rồi. Ai vô giống Việt Nam đó. Anh đủ quấn đi vô đi. Nghĩa mà đã chứ. Tiếp tục ra cái miếng đó rồi. Đó, chấm hả? Ừ. Chấm cái này anh hai. Ăn một cái. Chấm mới ngon đúng không? Anh em thấy là cơ của đây đi á. Ừ. Chó em ha. Dạ, dạ. Ăn cho anh đi. Dư giá lòng à. Ừ. Ăn anh không? Ăn mấy cái anh. Để đi cho tụi nó. Ăn đi anh Tư. Ăn đi. 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 Mà anh Tùng ăn bởi vậy mà nó chán. Biết gì bữa anh muốn nghe con bì á. Anh đi đâu lên. Vậy thôi. Đứng đi đặt nhậu. Chán rồi bọn. Thầy chị bọn chán rồi bọn. Anh chán là tùy luôn. Quay hủ là bọn tùy thống rồi. Cháu quá nữa. Ông cháu này cái nó bả. Giờ ông ngồi im á cho nên ông chú ý nó con này nhai từ 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 đầu mùa tới. Vô vô vô. Không được không? Không được. Không ăn mì no quá, không ăn được. Không giận nữa là cái điều 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 vậy. Vậy mà cậu Dũng nói mình ăn phải gặp. Đi đi ăn mà tới mà cuối cùng á. Ổng dân tư mà đi lộn mình nhậu mình nếu mình cho có nhiều lậu xong những người tỉnh mình ăn mấy người ngủ qua mai thuốc ăn nhậu mà ăn ăn được uống được nhưng mà có đồ ăn cũng đỡ mình không có đồ ăn mình ăn mấy ông ngồi cứ bôi lên cái dĩa không mình thì bỏ lấy vậy mình không có sao nữa da không ông ăn ngủ là mình nhậu qua luôn không có da ăn à có bữa da rồi không dê vừa thấy Dũng mua cái sườn ngon á nhiều cái gì mà nó là ngon tao bữa anh thấy rồi anh đâu ăn đâu. Còn lấy rồi trong dinh này là đang khôi vô kia. Ồ, có, sao? Nên coi chả qua hả? Khác mà anh không nói rồi. Còn này mấy bữa nay bận. Anh bận anh nấu chỗ nha. Đúng rồi. 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 Đúng đúng không? Nghe ông đậu dính mà mỗi hồng đậu dính mà. Ừ, nghe nói vậy ông uống khá lắm ấy, mà chưa biết. Ừ, uống dữ lắm. Chảy á, chảy á, nó nghe nó uống được gần được lắm á. Có bà, có bà. Vô, 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 anh em ơi. Vô. Ngon. Ơi, chào cả nhà nha. Yeah. Rồi. Hẹn thứ bảy tuần tới. Bye bye cả nhà. Bye. 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 Bye